Ngày 2 tháng 8, Sở Công Thương An Giang cho biết đã phối hợp với chi nhánh Bưu chính Viettel An Giang triển khai tổ chức dịch vụ đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, người dân An Giang có thể đặt mua hàng hóa thiết yếu như nông sản, lương thực, thực phẩm trên trang woso.vn của Viettel Post hoặc gọi điện thoại đến nhân viên giao hàng đã được công bố tại các địa phương để được mua và giao các hàng hóa nhu yếu phẩm đến tận nhà theo yêu cầu. Viettel Post cam kết giao hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá bình ổn đối với nhân viên thu mua và giao hàng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.